Hiện nay hàng loạt các trường trung học phổ thông công lập ở Nghệ An đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2024-2025 và đang tổ chức xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển. Và đúng như dự đoán, ngoại trừ các trường ở thành phố Vinh, điểm chuẩn năm nay ở các trường, nhất là ở các vùng lân cận thành phố Vinh có nhiều biến động. Sau khi kết thúc xác nhận nhập học đợt 1 cho những thí sinh có điểm chuẩn từ 21,6 điểm trở lên, cuối buổi chiều qua, Trường Trung học phổ thông Hào Huy Tập thành phố Vinh đã thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2 với điểm trúng tuyển là 21,2. Theo lãnh đạo nhà trường, điểm trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông ở thành phố Vinh cho năm học 2024-2025 thấp hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn giữa các trường không chênh lệch nhiều. Chủ yếu là do một là chỉ tiêu của tuyển sinh năm nay là tăng hơn so với năm trước. Thứ hai nữa là cái mức độ đề của năm nay có tính phân hóa cao hơn, cho nên cái điểm chuẩn đợt 1 năm nay là thấp hơn so với năm trước. Thì trong đó cũng có cả một cái yếu tố là cái sự biến động, chuyển nguyện vọng của học sinh. Nếu như mà không có sự thay đổi của nguyện vọng thì cái điểm chuẩn của trường cũng không chênh lệch nhiều so với sau khi thay đổi. Trong khi đó, các trường vùng nông thôn, thị trấn lại có sự biến động khá lớn, nhất là những trường tốt đầu và lân cận thành phố Vinh. Như trường Trung học phổ thông Cửa Lò, năm ngoái điểm trúng tuyển là 19,35, thì năm nay điểm trúng tuyển đợt 1 là 16,35, giảm đến 3 điểm. Và với chỉ tiêu tuyển sinh 459 học sinh, sau khi chuyển nguyện vọng cuối cùng còn 473 học sinh, thì cơ bản thí sinh dự thi đều trúng tuyển. Khá là nhiều bạn ở thành phố có thể xuống đây đăng ký học. Một số bạn ở đấy cũng rất là lo sợ trước cái kỳ thi khiến nó áp lực thành cao. Khi thi xong á, thì học sinh về từ chấm bài, thì những học sinh mà có điểm dự kiến khoảng 20 điểm trở xuống thì các em không dám tự tin để giữ nguyên nguyện vọng 1 như lúc đầu, làm cho điểm chuẩn của trường năm nay bị giảm so với năm 2023. Tuy nhiên cái số lượng từ 16,35 đến 19 điểm thì không nhiều, cho nên chất lượng cơ bản của nhà trường ở tốt trên thì vẫn cơ bản được đảm bảo. Còn các trường lân cận thành phố Vinh như ở huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn ghi nhận số điểm trúng tuyển lớp 10 tăng rõ rệt từ 1 đến 3 điểm. Như trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, điểm trúng tuyển 16,5 điểm. Trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái 17,8 điểm. Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 3 xác nhận nhập học lần 1 là 17,75 điểm, tăng 1,5 điểm so với năm ngoái. Và trong 600 chỉ tiêu trúng tuyển thì có đến 40% là học sinh ở thành phố Vinh. Học sinh ở các trường ở Vinh và các trường lân cận của nhà trường là về đăng ký thi nguyện vọng 1 tại trường nhiều. Và sau khi thi thì các em ở trường Vinh cũng chuyển nguyện vọng 1 về xét tuyển tại trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 3 cũng nhiều. Cho nên dẫn đến cái điểm chuẩn của năm nay là tăng như vậy. Nhìn vào mức điểm tuyển sinh lớp 10 được công bố đợt 1 năm nay cho thấy, điểm đầu vào giữa các trường có nhiều thay đổi. Và hiện nay điểm công bố trúng tuyển của một số nhà trường chưa phải là cuối cùng. Tuy nhiên với thực tế này đang đặt ra cho các trường học một vấn đề, đó là để hạn chế tình trạng học sinh trong vùng mất đi cơ hội trúng tuyển. Các trường trung học cơ sở cần nhìn lại thực tế, trong đó quan trọng nhất là thay đổi cách dạy học và phải đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu.